Chuyển sang các tin tức về Trung Quốc. Sound of Hope dẫn tin báo chí địa phương tại Trung Quốc. Ngày 18 tháng 7, những trận mưa lớn liên tục xảy ra tại khu tự trị thuộc thành phố Ulaanbaatar, Ulaanbaatar của Nội Mông, khiến các đập ở thượng lưu của hồ chứa nước Vịnh An và Tân Phát, Dương Pha bị vỡ, cột cờ ở quốc lộ bị lũ cuốn tàn phá, đường xá và liên lạc truyền tin bị gián đoạn, làng mạc phía hạ lưu, đồng ruộng mênh mông nước. Cơ quan chức năng chưa công bố thương vong. Theo một báo cáo khác, ngày 18 tháng 7, mưa lớn đã gây vỡ hồ chứa nước Tân Phát ở làng Vịnh An, Ulaanbaatar. Nước lũ ngay lập tức làm vỡ đập. Theo báo cáo của người dân địa phương, liên lạc của người dùng di động địa phương cũng bị gián đoạn trong cơn mưa. Người dùng mạng đã đăng tải một đoạn video cho thấy, ngày 18 tháng 7, khu tự trị Ulaanbaatar Mạc Kỳ, Nội Mông cổ mưa như thác đổ. Con đập tại hồ chứa nước Vịnh An không thể chịu được áp lực của nước lũ quét qua, nên đã hoàn toàn sụp đổ trong vài phút. Nước lũ đổ xuống, đồng ruộng và làng mạc thôn Trang ở hạ lưu biến thành một khoảng mênh mông nước. Một số ngôi nhà bị tốc mái gần hết, nhiều nhà bị lũ cuốn trôi. Do đập bị sập đột ngột, nên người dân vùng hạ lưu không kịp sơ tán. Lũ tràn vào làng cùng với bùn cát nhấn chìm nhà cửa, ruộng đồng. Người đàn ông quay video nói, xong rồi, đập vỡ rồi. Lũ đi đến đâu, các tuyến đường quốc lộ và cầu cống bị phá hủy, nhiều diện tích đồng, ruộng và làng mạc ở hạ lưu bị ngập.